Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe May Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Bạn vẫn ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ chứ? Ngày hôm nay, mình cảm thấy tâm trạng không được ổn lắm và mình cũng hơi đau họng nữa. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, mình có biết được thông tin rằng có những người phản ứng khá gay gắt và tiêu cực đối với podcast của May. Điều này khiến tâm trạng của mình hơi ỉu xìu một xíu. Dẫu biết trên cuộc đời này có người yêu bạn thì cũng phải có người ghét bạn, nhưng dù thế nào, khi ta tiếp nhận một nguồn thông tin tiêu cực về mình, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Thôi thì nhân cái lúc tâm trạng đang hơi tủi thân một xíu, mình tranh thủ ngồi viết lại những dòng cảm xúc này và thu tiếng. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 12 trong series Tôi là ai mang tên Bạn sẽ đánh mất chính mình nếu. Không phải cho đến khi được một số người biết đến rồi mới có những người không thích mình. Thực ra dù ở trên vai trò nào, mình nghĩ vẫn sẽ có người không thích mình ở một điểm nào đó. Để nói là mình có nhiều người yêu thương thì hoàn toàn đúng, nhưng không có ai ghét thì cũng rất là vô lý. Chắc chắn sẽ có đúng không nào? Thậm chí có những người nói xấu sau lưng này, bịa đặt những câu chuyện về mình, chỉ đợi mình sai là họ sẽ nhanh nhanh chóng chóng lấy lỗi sai của mình để đi bêu díu. Mình biết chứ. Ngày trước mình sẵn sàng nổi đoá lên để làm cho ra ngô ra khoai luôn. Thậm chí mình có thể sẵn sàng đại chiến với ai đó nếu họ nói xấu sau lưng hay có những lời bịa đặt về mình. Nhưng dần dần, đến cái tuổi này cũng phải lớn lên rồi, chẳng còn chọn cái cách động tay động chân để giải quyết vấn đề nữa. Thay vào đó, mình chọn im lặng. Im lặng để cho những lời lẽ gây ra tổn thương dày vò mình. Im lặng để bản thân tự chịu đựng. Có những ngày phải thú thật, mình mất ăn mất ngủ nếu đọc được một vài bình luận tiêu cực như lý thuyết suông này. Suy nghĩ như bạn này thì chán quá, nghe mấy podcast kiểu dạy đời. Mình buồn chứ, buồn chết đi được ấy. Và cứ thế mình một mình gặm nhấm những cái điều đấy, mình chỉ biết im lặng. Mình thật sự chẳng biết phản kháng như thế nào, bởi nếu phản kháng có khi mọi thứ còn tệ hơn á. Từng ngày, khi đã đủ đau rồi, có lẽ ngoài việc tự mình đứng lên và mạnh mẽ đối diện thì mình chả biết phải làm gì nữa. Mình nhận ra là, có lẽ họ nói cũng có phần nào đúng đấy chứ. Động cơ của mình tốt, nhưng cách truyền đạt có vẻ sai. Có thể mình không muốn nói đạo lý vì thực sự là cái độ tuổi 21 làm sao mà dám đi dạy dỗ ai được cơ chứ. Thực ra giữa nói đạo lý và khiến ai đó khám phá ra được điều gì đó từ mình nó mang tính khá tương đối. Bởi khi một người ở trong tâm thế cởi mở này, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ thì người ta sẽ rất thích thú với những chia sẻ, câu chuyện của đối phương. Nhưng nếu bạn chỉ ấn vô kênh May Podcast, ngắm nghía xem cô này nói cái gì, rồi ngồi phân tích, trong tâm thế không muốn tiếp thu lắm thì có thể nó sẽ biến thành nói đạo lý ngay. Điều này nó cũng giống như trong câu chuyện chiếc ly rỗng mà mình học được. Mỗi người trong chúng ta cũng giống như một chiếc ly. Nếu mình luôn mang một chiếc ly đầy thì người ta có rót thêm bao nhiêu nước, nước cũng sẽ tràn ra. Nó cũng giống như một khi đầu óc mình đã bận tâm quá nhiều thứ thì tự nhiên nó khó có thể dung nạp được thêm những thứ khác được nữa. Để tiếp thu được những cái mới một cách hiệu quả, mình phải biết tạm gác những mối bận tâm, quan điểm cá nhân đi. Mình hy vọng chúng ta luôn mang theo một chiếc ly rỗng bên mình khi tiếp nhận thêm một điều gì đó. Vì một chiếc ly rỗng mới có thể rót thêm nước được. Hãy sẵn sàng đón nhận với tâm thế hào hứng, khát khao, bạn sẽ học được rất nhiều.
Còn nếu vẫn giữ tâm thế trước ly đầy, cái này thì ai mà chả biết thì sẽ chẳng khám phá ra được điều gì hết. Đây là một bài học rất hay mà Mây đã học được. Bản thân Mây luôn muốn mang đến những câu chuyện chân thật từ những trải nghiệm cá nhân của mình hay những câu chuyện đem đến cho mình cảm xúc mãnh liệt từ người khác. Thực ra đối với mình, những lời khuyên sáo rỗng, tức là bạn mang những câu chuyện bịa đặt, bạn thêm thắt vào, xào nấu cho nó thú vị, cho xúc động, sau đó bạn đưa ra một lời khuyên vĩ đại thì đó mới là sáo rỗng. Vì bạn đâu thực sự trải qua hay cảm nhận được đâu. Nhớ về ngày trước, cái ngày mình còn gầy tong teo, mình dậy thì khá sớm nên mình có cao nhỉnh hơn các bạn cùng lứa một xíu. Mình hay bị người khác nói là cao như cái xào chọc ba chấm ba chấm. Chắc các bạn biết câu này đúng không? Thế là lúc nào đi đứng mình cũng cố gắng khom khom cái người xuống để đỡ bị các bạn trêu là cao quá. Rồi mình hay bị trêu là ngực lép các bạn ạ. Trêu là bức tường này, rồi chả có tí ngực nào, nhìn chẳng có gì, trước sau như một. Mình cũng chỉ dám nói là trêu thôi. Vì thực sự lúc đó những người trêu mình như vậy họ thấy rất vui. Họ cười rất khoái chí. Lúc đấy mình ngại lắm. Mình chả biết làm gì ngoài cười trừ cho xong chuyện. Dần dần những lời nói đó cứ ám ảnh trong đầu mình, khiến mình tự ti vô cùng. Có những chiếc áo nào mà nó thiết kế hơi hở ngực xíu là mình chẳng dám mặc cho dù nó đâu. Mình thấy nó đẹp lắm. Mình sợ bị chê là con này ngực lép này. Rồi các bạn biết không, thậm chí đi biển mình còn ngại mặc đồ bơi cơ. Cũng hài nhỉ. Đồ bơi là dành để đi biển mà không dám mặc chỉ vì bị sợ chê là ngực lép. Từ lúc đó mình mất đi sự tự tin hẳn. Càng về gần đây mình càng nhận ra có lẽ việc mất thời gian nhất trên đời này đó chính là để cho những lời lẽ làm tổn thương mình trong một thời gian dài. Rất dài. Mình nhận ra nếu cứ để cho những câu bông đùa đó làm tổn thương mình sẽ cứ sống khép nép và mất đi sự tự tin. Lúc đó thì từng bước đi, từng bộ quần áo mình mặc cũng phải để tâm đến người khác. Cái bộ dạng không thoải mái của mình nó hiện ra rõ rệt luôn. Và điều đó làm mình thật tự ti và cái hình ảnh đó rất là xấu xí ấy. Cho đến hiện tại, sau một khoảng thời gian dài, khi đã chịu đựng đủ rào cản bên ngoài xã hội, mình tự hỏi bản thân đã thực sự sống cho chính mình hay chưa, hay chỉ sống từ lời nói của người khác. Cuộc đời này là của mình mà. Mình tự phấn đấu và cố gắng chứ không sống nhờ những lời bông đùa cho vui của họ. Với lại, mình hiểu ra rằng mọi người không thật sự quan tâm đến mình quá nhiều như mình nghĩ. Đôi khi người ta buông ra một vài câu trêu đùa, đánh giá bạn nhưng như thế là xong. Họ cũng phải làm việc của họ, có những mối bận tâm riêng của họ. Họ không có quan tâm nhiều đến thế đâu. Rảnh thì buông ra những lời miệt thị vậy thôi. Hài, chỉ có chúng ta mất thời gian với những lời lẽ đó quá nhiều. Chúng ta bị động hứng chịu những nhát dao tổn thương đó nên thật khó để quên đi, để kệ, để vết thương được lành lại ngay lập tức. Nhưng mình lúc nào cũng luôn đinh ninh rằng nếu mình để cho sự tiêu cực lấn át thì chỉ có mình làm khổ mình thôi. Ngay kể cả việc làm podcast cũng vậy. Mình cũng chỉ muốn được chữa lành cho người khác, giúp những người đang cảm thấy mất mát, cùng cực như tìm thấy được một chiếc phao cứu sinh để vịn vào vậy. Vậy mà thật buồn là vẫn có những người phản ứng thật tiêu cực. Bạn sẽ đánh mất chính mình nếu cố đi làm hài lòng tất cả mọi người. Thật đấy, quan niệm này được rút ra đều có lý do của nó cả. Đi làm hài lòng người khác có mệt không? Mệt chứ, vì có lúc nào bạn được ngơi nghỉ đâu. Từng bước chân mình đi, từng cách mình nghĩ, từng hành động mình làm đều phải dè chừng. Thế có thoải mái không? Làm sao mà thoải mái được? Mình đã từng muốn được ai cũng yêu quý, ai cũng dành những lời tốt đẹp cho mình, nhưng điều này là bất khả thi. Mình không muốn chạy theo số đông và hành hạ bản thân thêm nữa. Để có được một thái độ bơ đi mà sống cũng cần phải được rèn luyện rất nhiều. Bản thân mình cũng vậy thôi. Hiện tại mình cũng chưa rèn luyện được thành thạo cái tâm thế mặc kệ những lời gièm pha. Nhưng mình biết rằng khi để tâm quá nhiều đến những người không đáng thì thật phí thời gian. Thay vào đó, mình cố gắng để cho những suy nghĩ tiêu cực bớt làm ảnh hưởng đến mình bằng cách tiếp xúc với những người, những thứ mang lại năng lượng tích cực cho mình. Trước tiên, mình sẽ viết nhật ký.
Mình sẽ viết ra hết những cảm xúc mà mình trải qua để lúc đó coi như là đang được xả ra đấy, không cần phải nhẫn nhịn trong lòng nữa. Sau đó mình sẽ đi gặp những người bạn của mình, những người sẵn sàng lắng nghe và an ủi mình này. Hay là mình sẽ đi học một điều gì đó mới mẻ để cảm thấy ổn hơn. Dạo gần đây mình có đăng ký đi học nhảy các bạn ạ. Hồi cấp 2, cấp 3 mình hay tham gia nhảy cho chương trình sinh hoạt lớp. Lâu rồi mình không nhảy nên mình muốn nhảy trở lại. Vừa để khỏe hơn, cũng vừa để tích hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cho Wishlist 2022. Khi nhảy ấy, mình chỉ tập trung để nhớ động tác thôi. Mà lúc đấy mệt bỏ xừ, hơi đâu mà còn suy nghĩ những chuyện tiêu cực nữa. Với lại khi nhảy mình cảm giác mình nhảy quăng hết cả muộn phiền luôn ấy các bạn. Nó đã cực. Nếu mà mọi người không biết làm gì để giảm stress, bạn có thể thử chơi thể thao xem. Bất cứ bộ môn nào cũng được, vì thực sự nó rất hiệu quả mà lại còn tốt cho sức khỏe nữa đúng không? Hãy dành thời gian cho những điều khiến bạn cảm thấy thoải mái, bởi vì học tập này, công việc này, nỗi lo về cơm áo, gạo tiền đã đủ khiến bạn mệt mỏi rồi. Đừng mất thời gian, năng lượng vào những điều không đáng nhé. Chẳng hiểu sao khi càng chịu nhiều tổn thương, mình lại càng có thêm năng lượng để chữa lành cho người khác. Mình càng trải qua mất mát thì mình lại càng muốn cho đi nhiều hơn. Khát khao được sống cống hiến, được phụng sự cho đời của mình lại càng mãnh liệt. Chắc là do còn trẻ, còn chưa bị đời quật nhiều nên còn ngây thơ yêu đời và muốn cho đi. Nhưng mà mình luôn mong sao, mây sau này dù có nhận nhiều tổn thương, cay đắng, khó khăn thì vẫn luôn muốn cho đi và cống hiến nhiều hơn. Bởi nghĩ lại, đời cho ta được nhiều, nhưng ta chưa cho đời được gì. Ta cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa vũ trụ mênh mông. Còn sống được ngày nào, ta còn trân trọng và tận hưởng những món quà tươi đẹp mà cuộc sống trao tặng ngày đó. Có những người bị tổn thương lại đi làm tổn thương người khác. Có những người tổn thương lại chọn đi an ủi và thấu hiểu người khác. Mình tin dù ở lựa chọn nào, trong mỗi chúng ta cũng đều có những phần tổn thương đang giấu kín. Hãy thử dành một ngày mặc một chiếc váy công chúa bánh bèo đi. Sau đó xách chiếc túi màu hồng, màu mà bạn yêu thích nhất. Một ngày được diện bộ quần áo khiến bạn thoải mái, tự tin nhất. Hở chút xíu cũng chả sao. Này ngược lép cũng chẳng sao nhá. Dành một ngày để tập nhảy này, nhảy xấu cũng chẳng sao. Không biết nhảy thì đi học nhảy đúng không? Mây hy vọng rằng chúng ta luôn có đủ bản lĩnh, tự tin để được sống là chính mình, sẵn sàng thể hiện cá tính nổi bật của bản thân nhá. Mình nghĩ quan niệm sống là chính mình được đầy đủ nhất, nó phải đi kèm với cụm từ sống có trách nhiệm. Tức là mình vừa được sống là chính mình nhưng mình vẫn luôn phải sống có trách nhiệm đối với xã hội. Có rất nhiều người nói rằng là bạn phải sống là chính mình đúng không? Nhưng mình chắc chắn là nó phải luôn ở hướng tích cực. Còn đây nhá, bạn thích đua xe vèo vèo xong rồi không đội mũ bảo hiểm thông chốt vào 12 giờ đêm. Bạn bảo với mình là, ôi tôi ham mê tốc độ lắm, tôi thích phóng nhanh, nẹt bô vì lúc đó tôi được là chính tôi thì bạn ơi, tôi xin bạn đây. Tôi xin bạn. Hay là bạn nói với tôi là, tôi thích ngủ lắm bạn ạ, thế nên là tôi ngủ từ ngày này qua ngày khác. Tôi ỉ lại ăn bám người khác, tôi làm khổ người khác là tôi xứng nhất. Ôi thôi, tôi cũng xin bạn đây, được chưa bạn ơi. Hãy là chính mình khi bạn cảm thấy những việc bạn làm ít nhất không ảnh hưởng và làm khổ người khác, không vi phạm đạo đức đúng không nào? Thanh xuân ngắn lắm, một ngày trôi qua cũng rất nhanh. Vậy nên,
Mây mong bạn có thể tự tin bước qua những định kiến và khiến thanh xuân của mình tỏa sáng lấp lánh nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập 12 trong series Tôi là ai mang tên Bạn sẽ đánh mất chính mình nếu. Ok, bây giờ thì cuối cùng đã thu xong rồi. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo nha. Yêu mọi người rất nhiều.